trong những nỗ lực áp sát. Cú đấm của Quang Huy và Vossi đến từ Iran đã phải ngã xuống và đã có đến dành cho Vossi của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vào hiệp thi đấu thứ ba này thì Quang Huy cả Vossi đến từ Iran đang rất tích cực tung những đòn nặng về phía của nhau. Hạng cân 57 kg. Và chúng ta đang được đến với những ảnh của hiệp 1. Xin lỗi quý vị, võ sĩ ở góc đen đỏ của chúng ta là Quang Huy. Những tình huống đổi đòn của cả hai võ sĩ. Võ sĩ đến từ Iran đang có thế thủ rất chắc, nhưng những cú đá của Quang Huy là có sát thương cao hơn và đang đá dội võ sĩ của Iran ra một chỗ. Vẫn tiếp tục là khả năng xử lý thông minh của Quang Huy. Một cú body shot chính xác của Quang Huy vào một võ sĩ Iran. Quang Huy cũng là nhà vô địch SEA Games 30 tại Việt Nam. Anh là gương mặt quen thuộc của đội tuyển kickboxing Việt Nam tham gia các kỳ SEA Games cũng như các kỳ đại hội thể thao. Cú đá cao chính xác của Quang Huy. Võ sĩ Iran cũng rất tích cực theo Quang Huy, nhưng đường phản công của Quang Huy vẫn rất sắc bén. Quang Huy vẫn đang chờ cho đối thủ ra đòn và phản công vào. Những tình huống đổi đòn chính xác của Quang Huy. Cú đá chính xác của Quang Huy. Quang Huy vẫn rất tích cực trong việc đổi đòn. Sự dồn ép của võ sĩ đến từ Iran. Những võ sĩ đến từ Iran là những võ sĩ có thể lực tốt và họ đeo bám Quang Huy rất dai dẳng. Những tình huống đạp của Quang Huy. Vẫn là những cú đấm chính diện của Quang Huy. Và ngay lúc này thì hiệp thi đấu đầu tiên đã khép lại. Đây là những hình ảnh cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam, các vận động viên Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng đang tung cánh ngay tại Olympic Stadium. Và chúng ta cùng trở lại với Quang Huy ở hiệp thi đấu thứ hai, hạng cân 57 kg, nội dung full contact giữa Quang Huy của đội tuyển quốc gia Việt Nam và võ sĩ đến từ Iran. Vừa là sự di chuyển khéo léo của Quang Huy. Những tình huống đổi đòn rất chất lượng của Quang Huy về phía võ sĩ Iran. Trong những nỗ lực áp sát, cú đấm của Quang Huy và võ sĩ đến từ Iran đã phải ngã xuống và đã có đến dành cho võ sĩ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cú đấm thẳng vào cằm của võ sĩ Iran. Võ sĩ Iran đã bị choáng và đây là thời cơ cho Quang Huy tiếp tục trận đấu. Liên tục là sự dồn ép của Quang Huy, những cú đấm như chơi giáng của Quang Huy vào người của võ sĩ Iran. Liên tục là những cú đấm chính xác của Quang Huy. Quang Huy không vội vã để dồn ép võ sĩ Iran kết thúc trận đấu mà anh đang thận trọng trong những tình huống tấn công của mình. Quang Huy biết đường còn rất, mà Quang Huy không muốn để một sai sót nào xảy ra. Võ sĩ Iran cũng đang xuống sức sau tình huống bị Quang Huy đấm choáng. Vẫn là những cú đấm rất nhanh như sóc của Quang Huy vào đầu của võ sĩ Iran.
Có Sierra đã chậm lại sau tình huống bị Quang Huy đánh đếm. Và bây giờ thế trận đang nằm trong tay Quang Huy. Quang Huy chắc chắn sẽ thi đấu một cách chặt chẽ để có thể giành chiến thắng trong trận mở màn đầu tiên của mình. Một cú đấm rất chất lượng của Quang Huy. Rất chất lượng. Võ sĩ của Iran cũng đang rất mệt mỏi rồi. Những tình huống đổ đòn của cả Quang Huy và võ sĩ điền Iran. Quang Huy của chúng ta vẫn đang bị trúng đòn. Ngay lúc này thì hiệp thi đấu thứ hai khép lại. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì Quang Huy của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có lợi thế khi đánh đếm võ sĩ đến từ Iran một lần. Sau một tình huống kết thúc đối phương bằng đòn móc vòng tay trước, đòn số 3 như chúng ta thường gọi, và bóng là đòn left hook trong bộ môn boxing. Đây là gương mặt thẫn thờ của võ sĩ đến từ Iran. Anh đã phải chịu một cú móc ngang của Quang Huy. Và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu cuối cùng giữa Quang Huy và võ sĩ đến từ Iran, nơi mà Quang Huy đang là người nắm hoàn toàn lợi thế trước võ sĩ đến từ Iran. Và hiệp thi đấu thứ ba này thì Quang Huy cả võ sĩ đến từ Iran đang rất tích cực tung những đòn nặng về phía của nhau. Võ sĩ Iran cũng muốn kết thúc Quang Huy, và Quang Huy cũng muốn sẽ dành cho mình một chiến thắng TKO hoặc knock out ở trận đấu này. Rất nhiều đòn đánh của Quang Huy, thêm những cú đá nữa. Quang Huy đang chủ động hơn võ sĩ đến từ Iran. Sau tình huống bị đấm đếm ở hiệp thi đấu thứ hai thì bây giờ võ sĩ đến từ Iran đang có phần chậm lại. Và thế trận chắc chắn đã thuộc về tay của Quang Huy của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thi đấu hạng cân 57kg nội dung full contact tại giải vô địch kickboxing châu Á được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Liên tục là những cú đấm chính xác của Quang Huy. Võ sĩ của Iran đã rất mệt mỏi rồi, và bây giờ là lúc Quang Huy dồ ép đối phương. Những cú đá rất nặng. Quang Huy không chỉ thi đấu tốt ở bộ môn boxing, anh còn là nhà vô địch Muay Thái quốc gia nữa. Gương mặt rất mệt mỏi của võ sĩ đến từ Iran. Phản công tốt của Quang Huy. Võ sĩ của Iran đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tiếp cận Quang Huy. Quang Huy ôm đối phương lại để có một khoảng nghỉ. Anh di chuyển ra tạo khoảng cách an toàn với đối phương vì anh biết thời gian là do mình làm chủ. Quang Huy của chúng ta đã bị trừ một điểm về lỗi đè cổ đối phương xuống. Rất đáng tiếc đối với Quang Huy, nhưng một điểm trừ này sẽ chẳng sao cả khi Quang Huy của chúng ta là người thi đấu tốt hơn, giành lợi thế nhiều hơn. Ngay lúc này thì trận đấu của Quang Huy đã khép lại. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì Quang Huy bị trừ một điểm, nhưng nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả khi võ sĩ của chúng ta là người áp đảo võ sĩ đến từ Iran. Ladies and gentlemen, please welcome the blue corner, Heng Hoang from Cambodia. The winner recognizes the winner. Và Quang Huy đã giành được chiến thắng trước võ sĩ đến từ Iran.